Đại diện phủ nhận Trương Bá Chi tái hợp Tạ Đình Phong sau chuyến đi Australia. Đại diện diễn viên Trương Bá Chi phủ nhận cô và Tạ Đình Phong về lại với nhau sau chuyến đi Australia cùng các con. Emily, người đại diện của Trương Bá Chi, hôm ngày 23 tháng 7 giải thích qua livestream lý do tại sao diễn viên lại xuất hiện ở Australia. Emily nói Trương Bá Chi đến Australia lần này thực chất là đưa gia đình đến thăm họ hàng bởi cô từng học ở đó và có nhiều người thân, bạn bè. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao Trương Bá Chi sang Australia cùng thời điểm Tạ Đình Phong đưa con trai đi trượt tuyết ở đó, người này không giải thích. Về việc liệu Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có quay lại với nhau hay không, Emily đầu tiên nói, mấy giờ rồi? Đi ngủ đi. Sau đó giải thích thêm, mọi người đều suy nghĩ quá nhiều, chỉ có trong giấc mơ mới có thể quay lại với nhau. Quản lý thẳng thừng cho biết, nếu hai người quay lại với nhau thì nhất định đôi bên sẽ công khai trên mạng xã hội chứ không để báo chí đưa tin. Còn nếu họ không nói gì thì tức là thông tin giả. Emily nói, tôi biết nhiều người muốn thấy hai người họ quay lại với nhau nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng vào thời điểm này, hoàn toàn không có chuyện đó. Một số người chỉ ra Emily nói nhiều như vậy, nhưng không đề cập đến việc Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có gặp nhau tại Australia hay không. Điều cô phủ nhận thay Trương Bá Chi chỉ là ý định quay lại với nhau. Trong khi đó, một nguồn tin cho hay hôm cuối tuần, Tạ Đình Phong vừa trở về Hồng Kông. Anh về quê nhà vì bố đẻ, ông Tạ Hiền, ốm nặng, hiện trong phòng cấp cứu. Tài tử Tạ Đình Phong sinh năm 1980 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm lên 8 tuổi, Đình Phong theo bố mẹ định cư Canada. Năm 1995, anh học âm nhạc ở Tokyo, Nhật Bản và gia nhập làng giải trí từ năm 1996. Năm 19 tuổi, Đình Phong gặp nữ danh ca hơn mình 11 tuổi, Vương Phi, và vướng vào lưới tình. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong sau đó không cưới Vương Phi mà kết hôn với diễn viên Trương Bá Chi năm 2006. Có hai con trai rồi ly dị năm 2011. Tháng 9 năm 2014, Đình Phong tái hợp Vương Phi, người lúc đó đã qua hai đời chồng là ca sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Hiện anh và đàn chị giữ quan hệ tình cảm ổn định. Trước tin đồn chia tay, anh luôn phủ nhận. Trương Bá Chi sinh năm 1980 là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư Tử Hà Đông, Vua Hài Kịch, Vô Cực. Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có hai con trai Lucas, sinh năm 2007 và Quintus, sinh năm 2010. Ngoài ra, cô còn có một con trai riêng Marcus.